À, quý vị ơi, xa xa là cụ già 84 tuổi, cụ già bá đạo. Uống cái gì không? Thôi, con uống gì con gọi, tí nữa con gọi. Hôm nay có sụm nụ bán buôn gì đâu mà sao giáo kỹ hết trơn vậy? Cái sụm nụ nè, nó héo queo hết vậy nè. Phải lại lại chứ không lẽ cho em nắm bà nội tao quá. Tao còn héo quay nè, nói ai? Rụng nụ nè. Sao rụng nụ miết vậy? À, phải rụng cái dâu con bác ấy nè. Ấy mà mấy ông hai vậy đục lỡ lỗ nữa đó. Ông hai là ông nào? Tí á tao á. À, má anh Tí hả? Ờ, trời ơi, tí á tao rụng lỗ nè, hai trái có lỗ nè. Thôi mày biết còn dưa leo thì mấy ông vứt ngang ngang vậy có khi mấy ông nuốt hết. Trời ơi, một lần mấy ông hai ký lô mấy ông đậu cho quét luôn. Trời ơi, đừng có nói ổng mà thương mình. Có mình thương ổng mắc quạt. Nắng quá trời nắng luôn quý vị nha, nghe nắng nghe tư nắng dữ lắm. Trời ơi. Nắng trào máu à. Bữa nay có tiền hay sao mà uống năm bà quanh thì ngon dữ trời. Năm bà quanh gì? Tao mới đi lụm ve chai nè, đi mũi lò rồi có mấy lần. Ai? Tao đi lụm ve chai. Ủa nãy giờ trưa rồi đi lụm ve chai ghê vậy? Ờ, bán ế quá, tao đi lụm ve chai được có mấy lần. Mấy lần mới về đói quá mua một chai nè uống nè. Ủa má nãy bà có chị Hạnh bên Úc á, gửi con về 100 đô la để tặng cho bà. Con gửi cho bà nè. Ờ, cảm ơn con. Trời ơi, đi về đi, có tiền rồi về đi. Cảm ơn con nè. Có một sắp tiền rồi đi về đi. Thôi, không có về. Cảm ơn con nè. Sao không đếm tiền gì hết trơn vậy? Không. Con có tên gì? Cảm ơn con nha. Là bây giờ là 100 đô Úc là 1 triệu 7 á. Đô Mỹ là 2 triệu rưỡi. À, cảm ơn con. Cảm ơn, ok. Trời ơi, tự nhiên trưa nắng mà có tiền giờ về đi. Không dám nói ra con. Có tiền mà không bao nước à. Đi lên uống cái gì ra bao. Để cho cháu uống gì bà ngoại ra cho. Không giỡn thế, con uống gì con gọi chứ bà bao cái gì bao. Cho con thùng mì tôm được đó. Muốn rồng mày ra. À, tao làm á, không phải giỡn mặt mày đâu. Con ăn hảo hảo với con, ăn không đâu. Không, hảo hảo nha. Bà ngoại lại kia rồi. Mày giỡn á, chắc ba cho vui thôi chứ. Mẹ tao làm mấy cái gì mình mong mốc. Ủa nãy cảm ơn chị Hạnh chưa ta, ở Úc chưa ta. Ờ, cảm ơn cô, rồi. Không có nói gửi về nhiều nhiều chút hả? Cảm ơn cô Hạnh nha. Giờ gửi về 200 đô. Cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ với trái trái tôi rồi. Cô cho mình nhiều chút. Má. Ba mình là lắm giỏi mà mình không về á, cảm ơn cô nha. Dạ, bữa nào có gửi 200 đô luôn hả? À, cảm ơn nha. Cô thương mình đi. Mình cũng thương cô lắm nha. À, ok. Cậu người Nam hả? Đáng thiệt á. Dạ. Cậu người Nam hả? Ai à, cô Hạnh. Cảm ơn cô Hạnh nha. Cô Hạnh ơi, cảm ơn cô nhiều lắm. Trời ơi, đương chìm xuồng á. Mà nhờ cô á, cảm ơn nhiều lắm. Hỏi cháu mấy dạy chìm chuồng. Má bữa nay ế hết hả? Ế Có bữa mà con lại á. Bán có một người một. Là lỗ vậy nữa? Ờ, không mà kia là cái từ là bán gì nó đè xuống đây hoài chứ có gì đâu. Nó héo mình phải cho người ta rồi. Đó mày thấy không? Một lần có mấy đứa này giờ mình cho nó mình khỏi đi chùa. Chứ một lần quậy cho chùa không mà. Ta dạ, chùa hả? Dù kích cho mấy dù kích hả? Vô chùa hả? Cho ngon hả? Nè. Cho gạo nè, mì nè. Ủa, nước tương, nước mắm nè, quậy ưu tiên luôn á. Cũng được ưu tiên hết á. Cho biết vô cái giờ nó quậy kìa, lo quậy đi. Cho biết tao chùa nào cũng ngon hết á. Cho ly cam vét ít đường nha chị, ít đường ít đá. Cho ít nó, hãy cho con nó nửa ký đường á. Nè, trả tiền cho nè. Để mày trả cho kỳ lắm. Ở mày. Tự nhiên lấy tiền của bà. Mày làm cái giọng mày thấy ghét ha. Làm như con không có tiền để người ta nói. Thôi. Ai nói? Tao không nói thôi. Không ai dám nói. Dù chuyện quá. Bỏ con, cho nó. Có mấy chục ngàn con có mà tự nhiên đi bao. Con mới có tiền đi bao hả? Phải. Sao mấy bữa không có tiền không bao đi? Cảm ơn cô Hạnh nhiều lắm nha. Ok nha. Mai mốt. Này, anh ai cô Hạnh bao nhiêu tuổi rồi? Con đâu biết đâu. Nè, vậy hả? Cô chắc cũng ba mấy, hai mấy vậy đó. Ở đó nhiêu? Có người nhà nào bên Mỹ hay bên Úc gì không? Biết bao nhiêu người.
mà có ai cho đâu. Nhưng mà cháu dòng họ đâu ấy, cháu ruột đồng con ruột đâu. Cháu ruột rồi, chứ bằng câu là cháu gì. Con của anh hai mình. Bà nội nó là con của tao. Con ruột ấy chứ con gì. Một họ luôn mà không phải con hả? Không, cái đó gọi là nó cũng không có gần lắm đâu. Dạ, nó cháu ruột của bà mới gần. Con cậu ruột á. Con gì ruột còn không cho anh nó đừng nói về vậy. Nghe mệt quá. Bà có nhà Sài Gòn đâu, người ta tưởng bà giàu á. Thì con gì con đấy nó ở với cô ba nó hồi đó giờ đó mà. Bữa nào con sẽ đột nhập vô nhà bà. Được, cô ba nó lả vô đó. Trời ơi, mà vô nhà ta mày khóc lòng á. Làm gì mà khóc? Khóc là nhà dọc cọc kêu. Muốn đi nói vợ sợ nhiều miệng ăn. Đây ta ghé trời mưa là ngập. Ủa rồi sáng giờ ai cho mì tôm hay bà mua vậy? Nhỏ kia nó chưa đem gạo rồi nó cho gạo nữa. Cam mà bỏ lỡ rồi thôi. Không lỡ rồi vô tao. Vô tao đi. Thôi để con uống. Uống rồi bắt cho bà đi luôn hả? Đi đâu? Đi Sài Gòn hả? Đi đâu? Má mày. Biết nó nói gì không? Nó biểu con bỏ đường ít đi. Tao nó biểu mày làm cho nó nửa ký nhớ không? Không, bà nói không sao bỏ gì, bỏ tắt cho nó chua bà. Tại bà bòi mới sao nên bà mới nghe tắt cho con uống nước cam mà. Nhỏ là thằng này uống nước cam mà nó biểu bỏ đường ít. Được. Được đâu, ok rồi. Qua làm rễ cháu ngoại không? Không, có chịu làm rễ bà à. Cái chị nào mà lớn hơn con dám đó. Mẹ ơi. Dâu rảy ra sợ tao chỉ cho mày đừng có nhiều chuyện. Mày biết tao hả? Chuyên môn mà. Tao cái tao cho. Thiệt không? Thiệt không? Thì nó cái cho bộ nước giúp em mày ra. Nhưng tao mà cho hết. Thấy cái miệng bà quá trời mà bà. Vậy hả? Tao cho 8 người luôn. Bà con nước nói bà ngoại ai cho mì tôm mẹ cũng chia người hết. Chia hết. Chia cho má vô kích à, vô kích làm lương ít lắm mà tội hả? Chia nhỏ này nè, cho mấy chú vô kích, một người làm có hết á. Em cho hoài. Cho mày biết. Vậy cũng biết ra lan, biết san sẻ để trời đất ơi, cho mày biết. Với nhiều người bo bo. Em cũng nhỏ này nè, em cũng nhỏ này tao cho nhiều nhất nè, nó chết rồi đó. Cho mày biết mà hỏi nhỏ này coi, uống cái gì tao cho. Là cái cô ốm ốm ngồi bên bà nước đó hả? Mỗi lần ngồi đây là nhớ hả? Bà đi nhờ xe ôm, xe máy đó, tông chết đó. Đó. Rất là tông thương nữa đến nhất á. Ăn cái gì tao cũng cho nó ăn hết á. Mày hỏi nhỏ này coi, hỏi con ăn gì không? Phải uống nước đi, ngoại cho. Tao coi nó như gà em tao cũng lớn hơn tụi này đó. Vậy cũng thảo ăn mà sao 12 đứa con nó vậy mà nó không thương mình. Vậy không? Mày hỏi con này coi. Hả? Cái hũ đó hả? Hũ bữa bà chín cho. Anh là 20 hay là 18? 18 20 chị. Hũ gì vậy? Mày hộp quá. Mày hộp á. Mày hộp đó con. Cho ai cho một đứa thì là 6 hộp. Một đứa 4 hộp, một đứa 5 hộp mà trong kia hết. Tao không có hộp nào á. Sao không ăn mà chia cho người ít vậy? Mấy thằng áo xanh này nè. Tao cho hết. Cho mày biết bữa hỏi mà mì hảo hảo tao cũng cho đều hết. Hèn gì người ta nói bà ngoại đô la bà ngoại sộp cho nên nói thiệt mày á tao ra cắt lấy người ta đặt tao bà ngoại đô la đó. Tao không để dành ăn mà cho người khác ăn phụ vậy. Cho hết không có mình thương người cũng như mình thương mình vậy con ơi con cứ nhớ vậy đi. Thương mà cũng cái miệng quá trời nhiều lúc bà dữ lắm nha. Không cái miệng bà lanh thiệt nhưng mà lòng dạ ngon lành lắm nha con. Tao trúng số mà trong kia hết á. Cho mày lựa trúng số chia con không? Chia luôn mà nè, mà hỏi nhỏ nè cây bữa tao trúng số trong kia hết. Tao cũng muốn giúp em mày á. Vậy bữa nào trúng số mới gọi điện cho con chia con nha. Không, khỏe luôn mày à, mày có số đây nè, alo. Giúp kêu con hết, kêu mày cái dưỡng trí đi. Tao mà kêu con chứ con mất hồn luôn quá. Tao cũng cho nó mà nó không lấy nó, nếu con có tiền rồi mà ngoại cho người khác đi. Mày hỏi ngay nó coi phải tao giúp cho không còn đồng bạc nữa. Cho mày biết cái bữa chút 30 triệu á, không phải nói giúp mày đâu. Là lúc đó 2-3 năm trước rồi hả? Ngồi lại đây nè cho nè. Rồi ai đi lãnh giùm? Ai lãnh gì? Cũng mẹ cũng có thằng dê á. Thằng dê á, tao biểu đi đổi đi. Mà nó không chịu đổi này.
nó cầm qua cầm lại nó dơm công an ha. Tội nghiệp nói dâm hồn mà em cũng nhỏ này nè, nói nhỏ nhỏ sao quậy ơi, đi lại đại lý đổi đi quậy mua có 200 giấy số thôi hả. Tao nói mà cái bữa vậy cho hết rồi quay thấy nó cho nó được 100. Dạ là con đó cho ông vẽ 100 luôn, cho 200 mù 100. Có một con nhỏ bán giấy số đó mày biết ông nhỏ đó người dân biết tao cho nó 120, mua 300 giấy số không vô một con. Không, nhưng mà bữa 30 triệu đó là ai đi đổi là để lấy 30 triệu. Đổi gì? Tao đứng ngồi ở đây nè. Đổi gì? Đổi gì? Cái thằng quỷ quỷ ghê á. Làm đi đổi giùm hả? Đổi gì? 3 triệu, ở đâu 30 triệu? Có 3 triệu bà nói 30 triệu mất hồn. Trời đất ơi. 3 triệu. Bà nói 30 triệu, tôi nói đúng 30 triệu. 3, in là 3 triệu hay 30 triệu gì á? 3 triệu à. Có 3 triệu bà nước nói 3 triệu. 3 đâu gì ba, ba, 30 triệu phải ra đại lý á, còn 3 triệu người ta đổi đây. Mà... cái lô à, ở đâu có mày hơn mày. Bữa tao trúng hơn mày ơi. Trời, cái lô nó có 3 triệu. 3 triệu gì? 3 triệu mà nó còn có tiền đưa cho bà, nó ở đâu có tiền nhiều đưa cho bà. Con quỷ đó hả? Đâu có gì tao chia hết đâu. Một mình cái thằng dê với con nhỏ đó giờ gần 10 triệu rồi đó. Anh nói vậy cho mẹ biết vậy ạ. Lãng ơi, trúng 3 triệu hả? Không biết là 3 triệu hay 30 triệu vậy đó. 30 triệu bà ra đại lý với người ta làm có đại lý gì, tao nói chuyện mày hả? Tao ngồi đây tao cũng lỗi được, khỏi cần đổ cho người ta 100, 200 mẹ chị mình lỗi, khỏe ru có gì. Đó là chưa gặp con mà không? Ừ, khỏe ru à. Mới năm rồi. Vậy sao im luôn rồi trời. Trời ơi chứ hả cho mẹ. Alo vườn không lên giá. Ai có má đỡ vườn không. Trời ơi tao trúng mà nhiêu rồi tao cho hết à. Còn cái trúng mà 100 trăm tao làm 8 lần á. Thôi mẹ biết rồi mua của em nhỏ đó đó. Trúng 3 triệu là hơn lắm là con hồi xưa giờ trúng như vậy 800 ngàn. Tao trúng mà. Ai trúng 3 triệu là của con nhỏ bồng con. Nhưng chị này không có. Chị nào cho nói chị nào. Chị nào mày nói vậy là chị nào không có. Chị Nhan. Đâu có vậy không mà ta mua của Nhan. Nhan trúng hồi nào 30 triệu. Không có giấy số đó, giấy số của Nhan. Ta mua của Nhan, đừng Nhan dò tao rồi tao Nhan mới nói nhỏ nhỏ hoài rồi trúng rồi hoài. Đó. Chứ còn mấy con quỷ này sao đâu có mua. 200, 100 không à. Ở đâu cũng trúng 30 triệu. Tao trúng nó chồng mày biết em còn trúng 100 nó trúng 8 lần nhỏ đó đó. Nó mua ở đâu biết không? Nó mua ở trong chợ Dầm nè. Dễ trúng lắm. Tao chỉ chỗ cho mua. Mày lại ra mua đi. Mua gì mà số hên xui với giấy số. Không có. Con đó nó bán người ta trúng dữ lắm. Hai vợ chồng ta có hậu rồi mà bán giấy số nó trúng mà. Mày cứ nhớ vậy đi. Còn cái ông này ông mua giấy số gì kìa. Ông mua ở gần này à, chỗ gì thảo gì gần gì đây nè. Chung mày vậy, hậu sáng giờ xem. Đây cụ già 84 tuổi có 12 người con quý vị nha, 8 gái 4 trai đó. Tuổi đó là tuổi nghỉ ngơi rồi, an hưởng tuổi già rồi chứ còn đi buôn bán phơi nắng phơi sương dầm mưa dãi nắng vậy đó. Vậy cái sao đâu có ai giờ biết cho mình mày ơi mày. Tại bà thích đi làm chứ ai biết gì. Đâu phải biết. Con nó không có nuôi rồi mình ở nhà buồn lắm. Cũng đi à. Tao mà không báo này tao cũng đi dây chai à. Tao không bao giờ. Nó chơi bữa chúng 3 triệu. Chắc bữa chúng 3 triệu hay 30 gì đó. 3 triệu chứ. Chúng 3 triệu à, nói 30 triệu. Tao bảo chúng 30 triệu sao bà không ở nhà đi. Bà ra đây mà ngồi bán chơi. Trời ơi, nó thiệt mày ra mà tao chúng mấy trăm tao cũng ngồi đây à. Cho mày biết tao không phải như mày đâu mà trúng cái gì ngợ vợ vô nhà nghỉ đâu. Không có vụ đó đâu con. Cửa trúng mà tao ra ai nghèo tao cho. Nói thiệt với mày á, mình đừng ở ác được đâu. Tao nói thiệt gì mày. Mà 12 người con không nuôi được á. Thì con mình nó cậy mẹ anh á. Tao mà đói mà nó còn không cho con mà tiêu cái gì. Tiêu cái gì. Ví dụ người ta đi đường người ta nói giỡn thôi mà đừng có chửi người ta. Trời, nó giỡn gì? Nó nói nhục mình ấy, đi giỡn gì? Tao đâu có ghẹo nó đâu. Hai đứa nó nói. Nó ghẹo tao chứ nó không mua mình nó nói như vậy.
nó sắp ấp mình nè, cho mày biết nó là gì, nó là bà ngoại mình hả, hay là má chồng tao. Nó chỉ giấc mày á, nhiều con nhỏ nó đáng con mình nè, mà nó nói nhiều cái ra bực mình ra vậy, mà tao hỏi mày không nói thì không được nè, cứ mình nói mình tu không được. Tu đâu cho bằng tu nghe. Mày không nghe ha, hồi sáng này là có ông nói hai ông bán cái xóm này chúng động đất rồi sao không chịu ở nhà. Ủa có à, đúng không mà cái ông cũng nói xạo người ta cái gì chúc lông chúc chúc mấy giờ ông gì ông đứng đó chúc lông. Nó nói nhiều cái trên miệng mình nó hại cái thân con hơn, có chúng mày nói còn không có thì đừng nói ẩu. Nhiều người chuyện có nói không, chuyện không nói có không. Ừ. Cũng như bữa nay chú Đức vừa lợi rồi cái ông mới nói xấu bà ngoại rồi đó. Chú Đức nói trời ơi, chú có biết nhà bà ngoại ở đâu không mà chú nói câu đó vậy. Nói anh là con phải làm giám đốc không à, tao nói chú dám xuống có. Ở đó cháu tao nó làm, nó lấy chồng mà ba chồng nó làm giám đốc mà má nó ngon lành đó. Cho mày biết. Nhưng mà nhà bà ngon không? Mấy đứa con làm mẹ ngon không? Mà ba nó chết, để tao kể nghe. Ba nó bị, nó bắn này nè. Cái năm đó có 29 nè. Nó bắn vào cái đứt gì để ăn đi. Là nó không quấn này, nó quấn cái thằng cháu tao. Chết để lại ba con vịt trời, một con thằng trai. Anh nó làm bằng nhà máy nè. Rồi cái ông chủ á, ông nói tao cấm không cho bắn, mà tại sao bắn? Cái dặn đèn lên là thấy cái thằng cháu tao á, thì cái chân ở nhà máy chạy hơn, mà cái đầu á thì ở cái chùa Thái Nguyên, thấy chưa? Rồi cái trong nhà máy chạy hơn á, người ta cho tiền cho đồ, rồi kêu vợ nó vô mận thời gian, cái rồi hai đứa nó ưng nhau, cái nó đẻ được đứa gái. Gái cái nhỏ nọ đi làm, cái thằng con trai đó, nó chạy xe. Cô ơi con cho có vàng, cái lên trên nó cho có vàng. Hai đứa tâm sự sau cái nó về nó kêu má nó cứ cứ đẻ được thằng trai nó gái, con của giám đốc ở Phú Nhuận nè. Ở bây giờ má nó nhờ nhỏ đó mày. Rồi bà có nhờ con bà không? Nhờ đâu nhờ. Cái thằng này ưa cái xe trẻ vô quá đó, mà con nhỏ đó hên đó. Trời ơi vậy có câu chuyện nó mới vui, nó mới trào phát nha. Cháu nhà con ngoại nhờ không, con ngoại nhờ không. Đánh đi cháu tao kêu tao bà đó. Trời ơi vậy mà bữa nào có người nào đồn là sao 12 đứa con đứa hùng 500 ngàn là tháng 6 triệu. Cho bà nội tao chứ 6 triệu. Cháu gì? Là không có hả? Cháu gì? Mượn anh mượn nó có 20 ngàn mà nó hỏi mượn chi? Cho mày biết, có khi tao không có 20 nữa. Mượn nấy cho má mượn 20 triệu tao trả liền. Mượn chi vậy? Tao cái tánh tao nóng lắm. Tao hỏi mày mà không có rồi. Khỏi cần, ai li hấp, nghỉ chơi luôn. Tự ái là không có tiền thôi, tự ái. Không thèm mượn luôn. Đồ, quà gió. Thà là tao đi bộ à, đi xong cái tao lại nhỏ khác tao mượn chứ. Qua bữa sau cho lại nhỏ khác tao mượn, tao đi cho tao mượn 20 bê. Cái nó giao liền ha. Nó giao liền, cái gì nó nói bữa nào trả cũng được. Tao nói thôi chiều trả ha. Lâu hứa là danh dự phải không. Chiều cái bà ngoại trả, nó nói sao trả mau rồi. Nói tao vậy á, chứ không để giật. Có 20 ngàn mình giật ha. Cái lên cái nó cho được 1 triệu, ở về phải lưu, có gì đâu. Lên nhỏ đó, nó nhỏ mà còn chân đó. Lên nó cho. Vậy thôi. Ủa con mà nói thiệt với mày, xanh này không xanh lòng được đâu con. Bao nhiêu nước mà. Tao rồi nè, cái sàn nước rồi. Cái gì vậy? Cái chỗ ta nằm đây nè, nó xào ở đây nè. Mà cái vách ta, ta nghe thơm lắm. Mà đói bụng nữa nha. Tao nói à, tụi bay ơi, tụi bay xào gì ngon quá, tao đưa đói bụng nè. Tụi bay có gì cho tao ăn, im vô ngủ luôn mày. Đó, mày thấy không? Vậy là có ăn không? Có khi nào nó nói mình câu gì cũng nghe được. Gặp tao rồi tao nói má ơi, má ăn cơm chưa, gãi con mới ăn phải không? Còn nói nó im vô. Làm mẫu giả rồi, biết ngủ luôn. Mày thấy à,
Tại sao cái đó có hiếu không? Nó lẽ như ta nói à, má chưa ăn cơm hả má? Để con báo cho má gì đó ha. À. Nói xấu con hèn gì má đứa con nó ghét, đúng rồi. Cái gì? Nói xấu mấy đứa con gái nó ghét á. Nói xấu còn nói xấu cái gì tao nói ngay mặt nó luôn á. Nói thiệt hả? Ờ, chứ nói xấu gì. Tao nói hoài cho nó tao đói mà tụi bay nóng nước ở bển à. Mà hỏi tụi bay miếng xe hả? Tụi bay làm bộ ngủ cái giả đò nó đâu có làm gì. Còn con gái ốc tao còn ngon nữa. Tao nói tao nằm ở đây nè. Nó đi mua cái gì vậy? Dịch qua giờ rồi qua giữa nghe thơm phức à. Hai mẹ con ngồi đây ăn nè. Anh nói, ê, nhỏ kia. Ăn gà quay, vịt quay rồi ngon quá ha. Đâu có. À, mua mấy trứng hộp vịt lộn ăn à. Mày nghe không? Rồi xong về. Đó. Tại sao là trứng mắm không cho miếng nào hả? À, không cho miếng nào hết. Còn nó có cho điện cho kiểu này nè. Nó cho xương không à. Ờ. À, cũng như cái tránh vậy cái gì phải không? Mày cho chỗ này nản nè. Cái chỗ này mà có cái gì cho mày biết tao nói thiệt với mày. Tao anh đứng giữa trời nói, tao mà có cho gì mày á, tao phải lựa đồ ngon tao cho. Còn kêu bánh xèo cũng vậy, tao cho mày trước rồi tao mới ăn sao. Tao nói thiệt á, tao nói có hai bên ông bà làm chứng cho tao á, không bao giờ tao ở ác được. Tao giống ba tao lắm, làm phước thương người. Ai không có tiền chứ mình không có tiền chứ mình cũng làm sao mình cho người ta mượn được. Tránh tao vậy á, chứ không phải tao muốn vậy á. Tao thấy mấy ông mà bị bắt xe nè. Tao nói tao có tiền, tao cho 15 triệu đi mua chiếc xe mới. Trời, thân mình cũng lo. Đi tao tức vậy á. Xe mới và cái xe đó nhà nước cấm chạy mà người ta chạy lậu. Không phải. Xe y như xe con vậy à, nhưng mà xe cũ quá đi. Trong nhân ta lấy giờ ta hỏi mình là ta đi làm hồ đâu có tiền. Rồi người ta làm mấy chân ta đi rồi bữa nay lấy rồi cái gì phải chết rồi. Cho nên tao nói thiệt mày, tao mà có tiền tao cho xả láng luôn. Đó, cái đó là đáng thương người ta nhiều á. Chứ không phải đáng ghét người ta con. Mình cho người ta mình có phước. Mày cứ nhớ gì rồi. Mày đừng đi chùa chiền ra, mày ngồi tại đây thôi. Mày cho mấy đứa đi làm hồ này nè, mấy đứa nghèo lắm. Ở nhưng mà cũng tùy ông, nhiều ông đi làm hồ, đi nhậu nhẹt, bơ tha lắm. Thì biết rồi, thì ông nào không nhậu. 99 ông là nhậu hết, 99 ông rồi. Rồi 99 ông có ông nào ông mèo không? Trời đất ơi, cái đó còn dữ nữa. Nó mà uống rượu vô rồi nè. Rượu đi là như rượu đi là nó đi à. Trời ơi. Chứ phải chơi mày đâu, trời ơi, tao dành cái vụ đó. Tại vì ông hoài á. Ông quen mấy thằng ở chứ gì.